Xin chào các bạn, vậy là chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong khóa học kỹ năng tư duy phản biện. Ở cái chương trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách thấu hiểu một lập luận cũng như giới thiệu một số khái niệm logic cơ bản mà các bạn có thể dùng để xác định tính đúng hay sai của lập luận. Trong chương này, chúng ta vẫn sẽ thảo luận về tính hợp lý của các lập luận bằng cách nghiên cứu các loại ngụy biện thường gặp. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể tìm thấy lập luận ở khắp mọi nơi, trong sách vở, trên TV, radio, quảng cáo, báo chí, diễn đàn trực tuyến, Facebook, trong trò chuyện hàng ngày và trong các buổi nhậu lai rai, vân vân và vân vân. Một vài trong những lập luận này nghe có vẻ rất là thuyết phục, nhưng một số khác thì không hợp lý và không hợp logic. Chúng ta sẽ gọi những lập luận thiếu logic này là ngụy biện. Ngụy biện thì có rất nhiều loại, nhưng trong khóa học này, ta sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn một số loại ngụy biện thường gặp trong tranh luận hàng ngày. Những ngụy biện mà tôi sẽ giới thiệu được chia làm hai loại: ngụy biện thiếu tính liên quan và ngụy biện thiếu căn cứ. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về những ngụy biện thiếu tính liên quan. Tính liên quan mà tôi muốn nói đến ở đây là gì? Trong lập luận, một mệnh đề có liên quan đến một mệnh đề khác thì nó cung cấp ít nhất một lý do để tin rằng mệnh đề kia là đúng hoặc sai. Ví dụ, chuồn chuồn bay thấp thì mưa. Hôm nay, chuồn chuồn bay thấp như vậy thì có lẽ trời sắp mưa rồi. Như các bạn thấy, trong lập luận này có hai tiền đề: chuồn chuồn bay thấp thì mưa và hôm nay chuồn chuồn bay thấp, có tác dụng hỗ trợ kết luận có lẽ trời sắp mưa. Mỗi tiền đề trên đều cung cấp lý do để người ta tin rằng kết luận là đúng. Vì vậy, bạn có thể nói các tiền đề này có liên quan đến kết luận. Có 3 cách mà một mệnh đề có thể liên quan hoặc không liên quan tới một mệnh đề khác. Đó chính là liên quan một cách khẳng định, liên quan một cách phủ định và không liên quan về mặt logic. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ. Ví dụ thứ nhất, tất cả các loài vật sống dưới nước đều thở bằng mang. Cá heo sống dưới nước, vì vậy cá heo thở bằng mang. Những tiền đề trong ví dụ này là tất cả các loài vật sống dưới nước đều thở bằng mang và cá heo sống dưới nước đều liên quan một cách khẳng định đến kết luận. Chúng cung cấp lý do để tin rằng cá heo thở bằng mang là đúng. Qua ví dụ trên, chúng ta có hai điều cần phải lưu ý. Thứ nhất là một mệnh đề có thể liên quan đến một mệnh đề khác cho dù mệnh đề đó là sai. Trong ví dụ tôi đưa ra, mệnh đề tất cả các loài vật sống dưới nước đều thở bằng mang là sai. Tuy nhiên, nó lại có liên quan đến kết luận cá heo thở bằng mang. Vì nếu nó đúng thì kết luận cá heo thở bằng mang cũng đúng. Thứ hai là một mệnh đề có liên quan đến một mệnh đề khác hay không còn phụ thuộc vào ngữ cảnh của nó nữa. Trong ví dụ của tôi, mệnh đề tất cả các loài vật sống dưới nước đều thở bằng mang có liên quan đến mệnh đề cá heo thở bằng mang, vì chúng được kết nối với nhau bởi mệnh đề cá heo sống dưới nước. Ngoài ra thì một mệnh đề cũng có thể chống lại một mệnh đề khác, hay nói cách khác, chúng liên quan một cách phủ định với nhau. Hãy xem xét ví dụ sau đây của tôi. Bé An năm nay mới học mẫu giáo, như vậy có nghĩa là bé An đã tốt nghiệp đại học rồi. Các bạn đã thấy điểm vô lý rồi phải không? Một đứa trẻ chỉ mới học mẫu giáo thì không thể nào tốt nghiệp đại học được. Các mệnh đề trên liên quan một cách phủ định với nhau. Vì nếu mệnh đề bé An năm nay mới học mẫu giáo là đúng, thì mệnh đề bé An đã tốt nghiệp đại học rồi sẽ sai. Nói tóm lại, chúng ta có thể khẳng định hai mệnh đề là liên quan một cách phủ định với nhau, khi nếu mệnh đề này là đúng, nó sẽ cung cấp ít nhất một lý do để tin rằng mệnh đề kia là sai. Trường hợp cuối cùng, đó chính là các mệnh đề không liên quan về mặt logic. Tôi sẽ đưa ra vài ví dụ. Ai cũng biết trái đất quay quanh mặt trời. Chính vì lý do đó, chúng ta nên hợp pháp hóa việc hút cần sa. Anh ấy chạy xe Airblade, chắc anh ấy chém gió dữ lắm. Trong mỗi ví dụ trên, không có mệnh đề nào có thể cung cấp cho dù một tí lý do để tin rằng mệnh đề này là đúng hay sai. Vì vậy, xét về mặt logic, chúng không có liên quan gì với nhau. Như vậy, các bạn đã biết được các mệnh đề có thể liên quan với nhau như thế nào. Nắm được khái niệm này rồi, các bạn có thể nhận ra các loại ngụy biện thiếu tính liên quan. Vậy, cụ thể thì ngụy biện thiếu tính liên quan là gì? Ngụy biện thiếu tính liên quan được hình thành khi một người tham gia tranh luận đưa ra những lý do mà về mặt logic chẳng liên quan gì đến kết luận của mình. Những ngụy biện kiểu này thường có vẻ rất hợp lý, nhưng thực tế thì không phải vậy. Tôi sẽ đi sâu vào các loại ngụy biện kiểu này trong các bài học tiếp theo của khóa học. Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ được nội dung của bài, hãy xem lại đoạn video này một lần nữa hoặc gửi câu hỏi cho chúng tôi
để được đánh giá, giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hẹn gặp lại bạn ở bài học sau.